Kỷ niệm 35 năm lớn ơi là lớn, kỷ niệm ngày thành lập của Little Sài Gòn, thì những người bên kia thế giới làm cái gì? Họ làm cái này nè quý vị. Thấy anh Phúc có mặt ở đây, anh cho biết cảm giác hôm nay đi tham dự cái buổi gọi là kỷ niệm 35 năm Little Sài Gòn, hội hoa đăng. Hào hứng thôi. Kỷ niệm 35 năm thành lập Little Sài Gòn, Westminster, California, thì mình là người dân ở thành phố này thì mình tham dự thôi, gần nhà. Coi như là cũng là một cái sự gọi là vui sướng là cộng đồng càng ngày càng lớn mạnh. Hôm nay là năm 35. Anh 35 năm. 35 đã thành lập Little Sài Gòn. Anh đã từng tham dự những cái lần 10 năm và 25 năm hay không? Không, tôi lần đầu tiên. Lần trước thì có nghe 10 năm, 25 năm nhưng mà không có thời gian đi dự. Bây giờ bữa nay thấy bữa nay có thời gian. Mà nếu mà bữa nay anh không nhắc thì tôi cũng quên rồi. Anh nhắc thì tôi đi luôn. Chứ còn thật sự tôi quên. Anh trông đợi cái những cái điều gì sẽ có trong ngày hôm nay? Trước hết là tôi thấy ông Kỳ, ông Trống, Bùi Mạnh Cường gì mà tôi thấy giờ. Tôi thấy ông Bùi Mạnh Cường và tất cả những người dân cử mà ông Ngô Kỳ la làng chửi bới người ta, bây giờ người ta đây không thiếu ai hết. Coi như Ngô Kỳ thất bại toàn tập, ông Bùi Mạnh Cường chẳng có mặt ở đây. Đối với tôi là như vậy. Đáng lý ngày hôm nay không hỏi về những cái vấn đề gọi là nhạy cảm, nhưng mà anh đã nhắc tới ông Ngô Kỳ thì tôi hỏi luôn. Là ông Ngô Kỳ cũng có nói, ông Ngô Kỳ cũng là một trong những người đã từng có những cái đóng góp trong cái lúc mà thành lập Little Sài Gòn 35 năm. Thế thì tại sao ban tổ chức không mời ông ấy? Là như vậy, ban tổ chức, những người tổ chức có phải là nhỏ nhen hay là nhỏ nhặt hay không? Tôi có nghe giải thích của ông Nguyễn Quốc Lăng thì thật sự ra ông Ngô Kỳ, ông chỉ đóng góp là phía ngoài thôi. Chứ còn thật sự là cái ban thành lập thì không có ông Ngô Kỳ. Thì cái đó thì có thể là sự xích mích sao không biết, nhưng mà nếu anh Ngô Kỳ cảm thấy mà là một người dân ở Westminster mà người ta không mời thì mình cũng tới dự, hoặc là không dự cũng không sao. Đó với tôi chuyện quá nhỏ. Nếu mà tôi bản tế, nếu tôi như ông Ngô Kỳ mà đã không mời tôi thì tôi càng mừng. Nó khỏi dự, không có gì để mắc mắc hết. Tôi không có gì để mà mình buồn phiền chuyện đó cả. Không buồn phiền sao được khi một người đã từng có gắn bó cũng nhiều năm như vậy. 10 năm có mặt, 25 năm cũng có mặt. Rồi bây giờ đây thì lại không được mời để mà tham gia. Tất nhiên là nếu ông Ngô Kỳ muốn thì vẫn có thể đi tới để mà tham gia trong cái vai trò những người đi tham dự khán giả như thế này, nhưng mà không có mời lên gọi là trong cái vòng được giới thiệu trên sân khấu đó. Đó mới là cái điều làm cho ông ấy phản ứng. Vậy thì ông Ngô Kỳ nên coi lại tại sao như vậy. Tại sao họ không mời mình? Nếu mình có công lớn ở Little Sài Gòn thành lập, tại sao không mời mình? Thì mình phải coi lại mình trước hết. Mình muốn trách người ta phải trách mình trước đã. Đối với tôi là như vậy. Tôi Ngô Kỳ thì cũng không có gì để mà gọi là xin hết cả, nhưng mà nếu bản thân tôi kỹ thì tôi cứ ignore, tức là không có gì buồn phiền hết. Tại vì ngày xưa họ không mời anh thì anh cũng vui, không có Little Sài Gòn anh cũng sống, và có Little Sài Gòn thì anh cũng sống. Một chi tiết khác tôi cũng có nghe thôi, thì đã lỡ nói những cái chuyện gọi là tế nhị thì tôi hỏi luôn. Được biết rằng là bà vợ của ông Michael Võ là nghị viên của thành phố Fan Valley, cũng là một trong những người đã từng có mặt ở cái kỷ niệm 25 năm, tức là 10 năm trước đây, trong vai trò ban tổ chức, ngồi trên bàn tổ chức. Nhưng năm nay thì cũng nhận được cái lời mời từ phía ông Bùi Mạnh Cường, với điều kiện là đóng 5.000 đô sau đó để có thể được lên nói 3 phút trên sân khấu phát biểu gì đó. Thì anh nghĩ sao? Tôi không biết câu chuyện lùm xùm giữa những người bây giờ. Little Sài Gòn nó 2-3 phe. Có thể là phe ông cựu thị trưởng của Houghton Valley bây giờ không còn trong phe của nhóm Trần Thái Văn, nhóm Lương Nguyễn Quốc Lăng nữa, thì họ không mời, mà khi họ mời thì phải đóng góp 3.000 tới 5.000 gì đó. Thì tôi thấy có điều đó chứ cũng có điều gì đó hơi sai trong ban tổ chức này. Nếu ông thị trưởng Houghton Valley, cựu thị trưởng Houghton Valley là một người có công để đóng góp cái chuyện thành lập của Little Sài Gòn thì không nên nói vấn đề tiền bạc, nên mời họ đi. Nhưng mà ông năm nay không có Emmy. Okay. Can you share some thought? All right. Cái chuyện mà mời ảnh đi thì đi, mà đóng góp là chuyện khác nữa. Mình không thể nào mà nói cái gì.
tôi mời anh đi mà với điều kiện anh phải đóng góp thì có cái gì đó hơi sai đó. Cũng không phải là người coi là trong ban tổ chức cho nên là phải đóng tiền là chị. Còn những người trong ban tổ chức có công rồi cho nên khỏi đóng tiền, chuyện đó có công bằng hay không? Có đúng, cũng đúng mà. Thì tùy theo mỗi người quan điểm. Tôi thấy ban tổ chức họ khi tổ chức họ có quyền làm những gì họ muốn và cảm thấy họ có quyền làm điều gì họ muốn làm, hoặc là họ nghĩ phải ủng hộ tiền. Không bên nào sai cả, tôi thấy. Một cách giải thích của ông Ngô Kỷ thì phải nói rằng là sở dĩ không mời ông Michael Võ mà có muốn đi thì phải đóng tiền là tại vì ông Michael Võ cũng là sẽ ra tranh cử cùng chức với lại ông Trần Thái Văn, là một trong những người trong ban tổ chức chức vụ supervisor, tức là giám sát viên quận Cam, cho nên là không có muốn có mặt ông Võ đây để mà có được ghi nhận. Thì anh nghĩ rằng cái chuyện đó nó có hay không và nó nói lên điều gì? Tôi nghĩ ông cái điều này ông Ngô Kỷ hoàn toàn có thể đúng, là cái chuyện bây giờ tranh cử với nhau là tổ chức cái này thì họ lấy công với đồng bào. Nếu mà có ông thì ông Michael Võ thì cựu thị trưởng Phan Thổng Lây mà đi dự cái này thì chẳng qua là ban tổ chức làm công trọng à. Thì có thể là cái chuyện mà phe phái này hoặc cái chuyện tranh cử sắp tới cái chức giám sát viên thì họ đề phòng cái chuyện mà không raise cái người đối thủ của mình, thì cũng không có điều gì trong chính trị là vấn đề, là chuyện đó cũng tôi thấy cũng bình thường thôi. Cảm ơn anh. Như vậy thì bây giờ chúng ta tạm gác những chuyện nhạy cảm qua và bây giờ bắt đầu theo dõi chương trình sắp sửa bắt đầu một cách rộng ràng. Xin cảm ơn anh Lăng. Có điều gì muốn nói với mọi người từ địa điểm Little Sài Gòn này nhân kỷ niệm 35 năm? Không có gì để nói, nhưng mà thật sự nếu mà cộng đồng càng ngày càng lớn mạnh thì càng điều tốt. 35 năm rồi 40 năm rồi 45 năm, 50 năm thì có một dấu ấn gì đó để cho biết cộng đồng Việt Nam, đồng bào của mình, người Việt mình tị nạn ở đây để mà qua bên Little Sài Gòn làm nên của Little Sài Gòn. Nếu mà nhắc tới Little Sài Gòn thì hầu như nổi tiếng cả thế giới rồi. Bất cứ người Việt nào ở những tiểu bang khác hoặc là ở Việt Nam tới nước Mỹ đều cũng muốn ghé Phước Lộc Thọ, Little Sài Gòn để cho một lần cho biết. Hầu như là tất cả ai cũng muốn làm điều đó. Thì đó là có điều gì để nói với là những người, có thể là những người khán giả trong nước đang nhìn thấy, đang xem thấy cái cảnh hiện ngay đang trước mắt họ live. Thì rất là hào hứng. Nếu các bạn ở trong nước mà xem này thì tôi thấy là một cũng có thể là vui mừng cho cộng đồng Việt Nam càng ngày càng lớn mạnh ở xứ Mỹ này. Cảm ơn anh Phúc. Chúc cho anh enjoy cái buổi hôm nay. Du Tăng Thích Minh Tánh cũng có mặt ngày hôm nay ở đây. Du Tăng cho biết cái cảm nghĩ của Du Tăng. Thưa ngài. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Con Du Tăng Thích Minh Tánh thành tâm cầu nguyện cho quê hương tổ quốc đất nước Việt Nam. Con Du Tăng Thích Minh Tánh thành tâm cầu nguyện cho thế giới được bình an, cùng tất cả các chúng sanh trong muôn loài pháp giới được trọn thành Phật đạo, ngũ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, địa ngục ngạ quỷ súc sanh đồng giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân ngày đại lễ Phật đản, con nhân ngày đại lễ Phật đản và trùng hợp với 35 năm của Little Sài Gòn, con Du Tăng Thích Minh Tánh có đặt một bài thơ, đứng tại đây đặt một bài thơ mong gửi đến chư quý vị, toàn thể quý vị khắp năm châu bốn biển. 35 năm thăng trầm vinh nhục, 35 năm thăng trầm vinh nhục. Coi như là người Việt Nam phát triển coi như là phát trương nhé. Coi như người Việt Nam hùng mạnh phát trương. Việt Nam thao Little Sài Gòn. Người Việt sống an vui hạnh phúc. Đó là bốn câu thơ mà sư xin gửi đến coi như là ngày 35 năm ngày thành lập Little Sài Gòn. Dạ vâng, cảm ơn sư. Du Tăng Thích Minh Tánh xin gửi đến quý vị A Di Đà Phật. Cảm ơn sư. Chương trình nó cũng sẽ bắt đầu cho nên chúng ta sẽ theo dõi. Dạ cảm ơn Bộ sư. Bố Phật. Qua clip á thì quý vị và các bạn thấy cái gì? Chúng ta thấy rất là nhiều điều. Hay lắm quý vị. Chúng ta cùng nhau đến với cái phần đầu tiên, đó là phần của ông Phúc. Ông được phỏng vấn bởi Phố Bonsai TV. Cái lời của ông nói ra thì gần như chúng ta đã nắm bắt được rất là nhiều thông tin, rất là nhiều vấn đề. Vấn đề đầu tiên đó chính là ông Ngô Kỷ không được mời đến tham dự cái buổi tiệc 35 năm, kỷ niệm 35 năm thành lập Little Sài Gòn. Đây quả thực đó là một sự nhục nhã, khốn nạn đúng không quý vị? Nếu như Quang Lâm là người mà ở bên kia thế giới, Quang Lâm cũng thấy mấy người ban tổ chức này quả thực rất khốn nạn.
rất là cá nhân tư thù. Bởi vì sao quý vị? Mấy anh bên kia thế giới bảo Little Sài Gòn tạo ra cái sự kiện này để lấy lòng, lấy le với dân chúng, đặc biệt là những người ở bên kia thế giới, những người chống cộng á, lấy le để nói đây nè, lễ kỷ niệm 35 năm Little Sài Gòn mà một cái thủ phủ chống cộng, tụi tôi đây tổ chức ra hoành tráng để mọi người thấy rằng tụi tôi có lòng. Do vậy mấy anh những cái đợt mà bầu cử, mấy anh bầu cho tôi nghe. Mục đích chính của mấy ảnh đó là lá phiếu. Khổ là khổ, không nhỏ mọn để mà loại những cái người mà sẽ gây ảnh hưởng đến cái vấn đề bầu cử của mình sắp tới. Như vậy chơi không đẹp, chơi nó kỳ. Bởi vậy ông Ngô Kỳ ông tức, ông mới chửi. Ông chửi sao quý vị và các bạn nghe nè. Thôi, ông Trump với ông Biden chửi nhau loạn cao, nhưng rồi ông Biden cũng mời ông Trump dự buổi đăng quang nhậm chức. Chuyện những thằng này nó ngu, nó chỉ biết tào lao không. Còn cái chuyện tôi chửi hay này nào làm chuyện khác, nếu tôi bắt hợp pháp, bắt hợp lệ này nào có an ninh bảo vệ mời tôi ra. Còn cái chuyện làm sao tôi biết tôi tới tôi chửi, nó mời tôi tới chịu mà chưa chắc nó mời tôi đi nữa. Cái điều vấn đề nó không mời cái tụi thằng Tháp Vang, thằng Nguyễn Quốc Lăng, thằng này nọ, thằng Bùi Mạnh Cường, rồi thằng này, những cái thằng mà trong ban tổ chức rất là mắc dạy, thằng Nguyễn Mạnh Chí nè, tụi ba vô liêm sĩ lắm, bằng tiền lắm, đi sợ tao mà. Tụi ba khoa lại luật sư dân cử ông nào đi sợ thằng không lấy chiếc phèo này à. Ủa tao chửi đúng không? Mày tiếp tay với thằng Bùi Mạnh Cường về ngồi với thằng phòng công tháng của cộng sản, phòng quốc tháng cộng sản, lãnh đạo cộng sản, tao chửi mà để cho nó làm trưởng ban tổ chức là sao? Tao chửi không phải đúng không? Tụi ba làm cái logo 35 kỷ niệm ngày lễ này không có cái hình ảnh gì màu vàng ba sọc đỏ của hai lá cờ vàng ba sọc đỏ, tao chửi không đúng à? Trời, mày đem tổ chức ngay Phước Lộc Thọ, nơi của thằng chủ là Triệu Phát, thằng mắc dạy đó hả, không dựng lá cờ vàng ba sọc đỏ 36 năm này, rồi mày đem tổ chức cái ngày lấy Sài Gòn 35 năm ngay Phước Lộc Thọ, có phải mày bưng bô cho nó không? Tao chửi không đúng à? Tụi ba thật cảm ơn tao có thằng Nguyễn Quốc Lăng này, tổ cha mày, tao mới chửi ông Phan Nghệ Nhân này nè, những người lính tán này nè, mày nói là những con chó sủa bại này nè, rồi bây giờ mày ngồi với con Nhật Linh, mày nói là mày không ngồi với đám heo rồi sợi dơ, ông nổ cha mày thằng Nguyễn Quốc Lăng. Tao sẽ vận động đồng bào rút phế mày và đánh mày trong quá trận mày ra tranh cử thị trưởng Gạo Răng Rô nè. Mày xứng đáng đi bưng phân cho người ta, chứ đừng nói chuyện làm thị nghị viên thị trưởng mâu súng vậy. Quý vị và các bạn nghe ông Ngô Kỷ nói xong rồi, quý vị và các bạn thấy đúng không? Nhiều người sẽ đồng ý là đúng rồi. Bởi vì là không mời Ngô Kỷ, mà một người chuyên chống cộng như thế mà không mời là một sự thiếu sót, một cái sự phải nói là keo kiệt, nhỏ mọn.